Cư dân mạng bức xúc trước đoạn clip người đàn ông ăn vạ trước đầu xe container. Bất chấp nguy hiểm, người đàn ông bất ngờ lao ra nằm trước mũi xe container, nghi để ăn vạ. Vụ việc được camera hành trình ghi lại khi qua đoạn khu công nghiệp Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, xe container đang chạy trên đường thì bất ngờ một người đàn ông lao ra giữa đường, nằm ngay trước mũi chiếc xe container đang lao đến. May mắn tài xế chiếc xe container đã kịp thời phát hiện và phanh lại, tránh xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Nhiều ý kiến cho rằng người đàn ông này đang tìm cách ăn vạ tài xế container, nhưng hành động này đã bị camera hành trình bắt quả tang. Trên mạng xã hội, nhiều video ghi lại vụ việc sau đó được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình và phẫn nộ trước hành vi ăn vạ của người đàn ông. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm nói trên. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.